Mình hướng dẫn mọi người cách cột túi bóng này không cần dây chun hay là dây nịt mà vẫn là rất là chắc chắn nhé. Rất là nhanh nữa. Trên mạng thì có rất là nhiều video hướng dẫn nhưng mà cũng là hơi hơi khó làm theo. Nếu mà mọi người để ý quan sát mình làm thì 100% là làm được nhé. Đầu tiên thì chuẩn bị một chiếc dây cột chặt vào vị trí nào đấy. Nhưng mà theo mình thì dây dày này dễ làm hơn ạ. Túi sữa chua này hoặc là túi nước, đây là mình ví dụ bằng túi nước nhé. Mọi người để đầy một chút thì sẽ dễ buộc hơn ạ. Cách cầm dây này, mọi người quan sát thật kỹ nhé. Kéo căng dây ra một chút, cầm dây này, kẹp dây vào hai ngón tay như này. Kẹp dây vào hai ngón tay này. Dùng ba ngón còn lại giữ chặt miệng túi. Túm lại và xoắn nhẹ một vài vòng. Lấy một ngón này này. Cái bước này rất là quan trọng mọi người nhé. Tuyệt đối là không được để dây xoắn vặn này. Không được để như thế này nhé. Để như này tí nữa khi mà buộc rất là khó. Không được để xoắn vặn mọi người nhé. Không được để dây xoắn vặn này. Tạo thành một cái lỗ như thế này thì mình luồn miệng túi qua đây thôi. Một tay giữ miệng túi, một tay kéo chặt dây. Và đây ạ. Kết quả, đây là kết quả mọi người nhé. Rất là dễ và chắc chắn phải không ạ? Không cần đến dây chun, dây nịt mà rất là chắc chắn. Chúc mọi người thành công nhé.